chào tất cả các bạn nha. Nay kênh Săn Bắt Săn Hậu TV mình đi thu hoạch cá nè các bạn ơi. Để mình quay lại cho mấy bạn xem nha. Để cá chai vàng nha mấy bạn. Chai vàng gật ghi nha. Ở đây cái cảnh đang bắt luôn, mình đi quay cho các bạn xem. Đi về phim chứ. Đây cá gì đây? Đứng mớ rồi nè. Còn trên đây quá nhiều nè. Lội dưới luôn, hồi chắc mất tiêu cái quần quá. Lụm thảy vô xuồng, thảy vô xuồng kịp, đụng mẹ cho nó mau. Mà xăm nó xịt. Quá cá rồi mấy bạn ơi. Chết bắt rồi. Cho nó bắt cá mày Vinh hay vậy chú Long? Hả? Cho bắt cá Vinh hay vậy? Bắt cá gì gặp cái gì nó bắt cái đấy à. Bắt cá Vinh trước đi rồi mới tới bắt cá kia sao. Đây, cá Vinh nè mấy bạn. Đó, săn bắt đó. Săn bắt gắn giờ săn bắt cá nha mấy bạn. Gắn khác quá giờ mình chơi tới này nghe mấy bạn. Ừ, cá Vinh nè. Mày Vinh cá chơi nó đổ chẩn rồi. Thôi bắt cá chơi sao nha các bạn. Giờ mình đang bắt cá mày Vinh trước để nó chết các bạn ơi. Bắt cá chết trước. Đây, mình cũng lụm được một con đây nha các bạn. Lụm mấy cá mày Vinh trước đi chịp. Ồ. Hiểm quá. Ồ. Đó. Cái mày Vinh này mua được nhiêu ký? Mấy 20 ngàn gì đó. Bây giờ mình bắt cạn rồi, giờ cá gì cũng lụm cho nó, bắt nói chung là cho chú Long tiệt cá luôn mà. Trời chết mẹ luôn. Nhìn hồi lúng quá luôn á. Mà coi nó cỡ trăm mấy, cỡ trăm rưỡi. Được nhiêu được chứ sao giờ mà mình tát rồi. Ao này lớn lắm nha mấy bạn. Trời ơi, trời bắt con cái chết chơi vàng nè. Chạy cái chạy luôn với chú Long. Từ từ để con xử lý mấy cá trắng này trước chú Long ơi, rồi cái xiết cho xuống bắt cá chơi nữa sao. Ồ, cá mày Vinh. Trời ơi, lung như vậy. Đây, mình cũng lụm được con em đây. Nó quá cá mấy bạn. Bây giờ bắt cá mình chuyển bắt cá nha mấy bạn. Chỉ xem bắt cá rồi. Quá trời cá này mà không bắt gắn gì hết bạn. Bữa nay mình bỏ cử thứ luôn các bạn. Quá cá rồi. Các bạn rảnh không đi thăm như mình ơi. Ồ, cái chuối này ghê quá. Dạ, từ quá từ nhiều. Đi chú Lâm ơi, khoan xíu nữa để mấy con bắt rồi chú có làm công chuyện thì chú bỏ đây đi cái hang con tự xử đó. Chừng nào con dám vừa sức là con cứ gáy hoài à. Em còn mày Vinh bự nha các bạn, lụm mày Vinh bự nha các. Trời. Tôi nói trước nha, cái dèo tôi dưới sông nó nghe có đổ vô đó được thì cảm ơn nha. Ơi. Bỏ vô dèo tôi là không có tính à.
mình động đây đó thím. Sao còn không kịp, còn tôi bỏ cái bình xuống tôi lượm tiếp cá trắng cho kịp ơi, chứ tôi quẩy bình lội nổi. Quẩy bình lội xuống được. Bắt không kịp chết chứ. Nước sình nè. Quá rộng trên đó con nhóc chân. Bạn thấy cá chơi nào mấy vàng cháy đã không mấy bạn? Hơi nữa mình xịt cá cỡ xuồng nữa đó mấy bạn. Giờ là tại mình chưa xịt nó nghe bạn, bắt cá trắng trước để nó chết mấy bạn ơi. Cao thủ đang bắt cho nó nha mấy bạn. Đi dài dài mình kiếm cái mì dinh mình lụm nó coi. Ta không thấy có cá lóc hả ta? Có ăn vậy? Nè chép. Chép chép, đang con bự. Chép. Chép chép chép, con bự rồi chép. Đó đó đó. Rồi con bự rồi. Dạ, được, được, bắt cá mì dinh các bạn ơi. Trời ơi, sao lưng người tắm nó trắng bụng kìa đó, đó, đó. Đã được lượm tiếp rồi, chị coi lên, chị coi để chết. Lên cái điên. Lên cái điên. Để nó chết à, còn cái này nó chết chứ. Nước cạn nó chết. Lên lên dèo một một mé nha mấy bạn. Sao mình đi. Ừ, cái ông đó ông bắt rồi kìa. Thầy săn cái bê lớn mà bắt cho cố vậy. Quá trời cá mấy bạn ơi. Vô mánh nè, các bạn nào bắt cá đây bắt cá với mình nha. Cái chai vàng với cá mà dinh không nha mấy bạn. Kìa con nhỏ kìa. Tiếp nhỏ rồi, nó lộn mèo rồi. Rồi xíu mình bấm máy tiếp nha bạn. Rồi, tiếp tục nha mấy bạn. Xinh quá. Đây. Chị vàng không các bạn, ngon lắm luôn. Nó chích 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 rồi nãy vô đó nó sống nó trơn giờ thấy ham nha. Đây là những tay săn bắt quen thuộc. Rồi chút xíu nữa anh lấy cái bọc anh bỏ vô con hay con gì bánh chiên nha người ta. Trời ơi, tưởng gì thiếu cha gì đó. Cái gì? Nó hơi xin về con về chiên ăn. Cái gì? Cái chơi. Cái bà là thiên đó chứ. Không lấy cái thuốc tôi hả? Có thấy đâu. Cái thuốc gì tính tiếp. Đấy, tôi trong lượm hồi. Dạ dạ. Đợi chú khỏi lo mấy con này, con nói ông con bắt cái một là cho ông sạch luôn. Để lên bắt
Rồi chút nữa anh em mình bắt cái bấm máy tiếp nha. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục cuộc hành trình mấy bạn ơi. Trời trời không có ông ngồi trên đó đi ông tầm này bỏ chỗ đó giùm đi. Có thuốc bỏ vô cái chỗ nhỏ bỏ chú Huy không á. Rồi tiếp tục quay máy cho nó cạn nha mấy bạn, nước cũng hồi lên hơi nhiều rồi, cái chày bự bự luôn mấy bạn ơi. Chết đen cái tắm. Dạ. Lắm. Tê tê mình lụm một con cái. Ồ. Quá trời đây Tâm ơi. Nào quá trời phía em phải đây nè. Quá rồi. Tay không bắt luôn. Vô. Đây, tay không bắt luôn. Tê nè. Rồi bạn thấy cái chai vàng vàng nhánh không? Lên cái này nè anh Tâm. Rồi mình sẽ chụp tấm hình ảnh cho các bạn xem cái này nè. Rồi. Tham gia chiến đấu. Ôi dạ. Tê kìa nó nhảy tê kìa tê mày. Tê đấu với mấy ơi trời ơi Dũng này nhóc chân. Trên Dũng đang nhóc chân Tâm. Ừ.
Dạ, nhắc cho nha. Lấy cái thao hay cái sọt đi chị ơi. Thôi không, nhẹ đi. Còn nay bên kìa. Dưới lẩu này nè Tâm. Ừ. Đây con Lâm. Y chừ. Tạm dừng máy đây bắt tiếp mang mình nha, quá trời nhiều quá. Đây công tác thu hoạch nãy giờ cái này theo khỏi rửa thêm không, không? À, ăn thua gì hồi mình xả cái mình rửa cái nữa hả? Ừ cá nó cũng sạch mà ừ. Không rồi. Quá chạy cái chi vậy nha. Rồi lại quay tóm kết cho mấy bạn xem thành quả của mấy anh em mình bây giờ khoảng 4-5 tiếng đồng hồ nha mấy bạn. Đây thành quả này. Đó, đây mấy bạn thấy chưa? Này mấy trăm ký nghe mấy bạn. Này chắc có khoảng 300-400 ký à. Luôn cá kia được. Còn dưới dẹo dưới này nữa, còn dưới dẹo dưới sông nữa. Cứ nhìn tiếp anh đây nữa, cứ nhìn mấy con cá nào chạy chạy đâu đó nữa. Mấy con cá chạy chạy dưới mấy con cá mặn hợp á. Chạy nhìn không được nè, chứ nó có hợp dưới xiền luôn đó. Rồi, cho anh em mình chào mấy bạn cái clip này nha. Quá cá mấy bạn ơi.